xin mời quý vị và các bạn đến với sân vận động của trường mầm non Hoa Anh Đào để đón xem trận chung kết lứa tuổi 5 tuổi của các bé trường mầm non Hoa Anh Đào. Và đây là trận chung kết cuối cùng của mùa giải năm nay. Trọng tài đang cho các cầu thủ làm thủ tục để bắt đầu thi đấu trong trận chung kết này. Các cầu thủ vừa làm thủ tục để chào khán giả. Những cái bắt tay kiểu của các bé, một sự bắt tay rất vô tư và hồn nhiên của tuổi lên năm. Cho quý vị phụ huynh cũng như các bé theo dõi trận đấu này, chúng tôi xin giới thiệu đội hình ra sân của cả hai đội. Trong trang phục áo đỏ, quần đỏ là các bé của đội tuyển Họa Mi, và trong trang phục áo xanh, quần xanh là các bé của đội tuyển Sơn Ca. Đầu tiên của trận đấu, hai đội đang thăm dò nhau. Lối chơi của hai đội là mang tính chất tấn công. Vừa rồi là pha dứt điểm đầu tiên của các cầu thủ áo xanh, và đã có hai cầu thủ đang ngồi trên sân. Pha ném biên cho các cầu thủ của Họa Mi và pha bóng rất tốt của các cầu thủ Sơn Ca. Tiếp tục là pha bóng rất chắc chắn của hậu vệ số 3, và anh tự ăn mừng cho mình. Cầu thủ Họa Mi. Không được. Bóng tiếp tục ra phía đường biên dọc. Tiếp tục là pha lên biên cho cầu thủ của Họa Mi. Nhưng mà thể hình của các cầu thủ của cả hai đội đều là rất tốt. Một pha đi bóng như chỗ không người của cầu thủ áo đỏ. Rất may là áo xanh đã phá bóng. Pha xóa bóng rất kỹ thuật.
có phản đối ở đây. Không kịp. Của các cầu thủ Sơn Ca. Sơn Ca đang dồn ép đối phương và rất tiếc là chưa có tỷ số mở cho các bé. Và xử lý an toàn của thủ môn Hòa My. Và chỉ còn một vài phút nữa thôi thì hiệp 1 của trận chung kết lứa tuổi 5 tuổi của trường mầm non Hoa Anh Đào đã sẽ kết thúc. Một hiệp đấu vẫn chưa có bàn thắng được ghi. Sân vận động của trường mầm non Hoa Anh Đào hôm nay đã thu hút một khối lượng hàng nghìn khán giả đã đến cổ vũ cho đội tuyển của hai bên. Và tỷ số đã được mở cho các cầu thủ áo đỏ 1-0. Đội Hòa My đã mở tỷ số ở những giây cuối cùng của hiệp 1. Rất bất ngờ, ép sân trong phần lớn thời gian. Tuy nhiên các cầu thủ áo xanh đã để cho đối phương của mình ghi bàn thắng trước. Và hiệp 1 đã kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về các cầu thủ của Hòa My. Xin mời quý vị và các bạn tạm nghỉ ít phút để tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo trong hiệp đấu thứ hai của trận chung kết này. Xin mời quý vị và các bạn trở lại với sân vận động của trường mầm non Hoa Anh Đào để đón xem trận chung kết lứa tuổi mầm non 5 tuổi. Và đây là những hình ảnh của hiệp 2 trận thi đấu này. Trận chung kết đang diễn ra giữa hai đội tuyển. Các
các cầu thủ áo xanh là đội tuyển của Sơn Ca và các cầu thủ áo đỏ là lớp 5 tuổi Họa Mi. Ở trong hiệp 1 thì các cầu thủ của Họa Mi đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Mặc dù trong phần lớn thời gian của hiệp 1, các cầu thủ áo xanh đã liên tiếp ép sân. Tuy nhiên phần thắng lại thuộc về các cầu thủ của các bé áo đỏ. Một bàn thắng hết sức bất ngờ. Và trong hiệp thi đấu thứ hai này thì các cầu thủ của Sơn Ca sẽ dành tìm mọi cách để ghi bàn thắng vào lưới của các cầu thủ áo đỏ để mong trận đấu sẽ đi vào loạt đá penalty phân định ngôi nhất, ngôi vô địch của lứa tuổi mầm non 5 tuổi. Được biết những hoạt động thể dục thể thao và những hoạt động ngoại khóa như thế này thường xuyên được trường mầm non tổ chức dành cho các bé. Đây cũng là một trong những sân chơi rất bổ ích để rèn luyện thể lực cũng như bản năng chiến đấu trong thể thao dành cho các em ngay từ khi đầu đời. Và đây cũng là những trận thi đấu đầu tiên trong đời của các bé. Một giải đấu vô cùng ý nghĩa. Một cổ động viên hooligan đã chạy vào trong sân, tuy nhiên đã bị cảnh sát bắt ra ngoài. Thiết nghĩ những trận bóng đá của trẻ mầm non là một không khí hết sức vô tư. Vì vậy, trọng tài nên có những xử trí như trận chung kết của lứa tuổi 4 tuổi sẽ tạo nên những trận cầu hấp dẫn hơn. Và không nhất thiết là phải dừng bóng nhiều dẫn đến trận đấu bị vỡ vụn. Và đây cũng là điều để rút kinh nghiệm cho tổ chức những giải thể thao tiếp theo được thành công hơn. Bóng cứ tung vào sân để cho các em tập trung thi đấu sẽ tạo nên những pha bóng hấp dẫn hơn. Số vâng, hai pha liên tiếp dứt điểm của cầu thủ số 2. Số 2. Tuy nhiên là đã không thành công. Rất nguy hiểm. Bóng vừa trượt qua cầu môn của các cầu thủ Họa Mi.
bắn bóng rất tuyệt vời của thủ môn bên phía Sơca. Sơca phản công. Lỗi thuộc về các cầu thủ áo xanh và các cầu thủ áo đỏ đã giành một pha đá phạt ngay vạch 3m50. Và đây là tình huống rất nguy hiểm dành cho thủ môn của các cầu thủ Sơn Ca. Cầu thủ số 8 đang đứng trước bóng. Đây là cơ hội để cho các cầu thủ Hòa Mi nâng tỷ số lên 2-0. Rất căng thẳng. Không vào, hoan hô thủ môn. Rất tốt. Pha bắt bóng rất tốt. Tiếp tục là những pha hãm thành của các cầu thủ áo đỏ. Xảy ra. Và pha bóng rất lỗ lực của cầu thủ số 6. Sút bóng rất căng. Kỹ thuật của cầu thủ số 8. Súng hữu đột của Xoài không vào. Rất nguy hiểm. Pha xử lý rất tốt của cầu thủ Xoài bên phía Họa Mi. Tiếp tục. Không vào. Pha sút bóng rất có lực của cầu thủ số 8 bên phía Họa Mi. Rất căng. Hiệp 1 là hiệp của áo xanh Sơn Ca. Còn đâu hiệp 2 chính là
hiệp của áo đỏ Hòa Mi. Các cầu thủ áo đỏ ép sân liên tục và có nhiều pha bóng nguy hiểm về phía cầu môn của các cầu thủ Sơn Ca. Và rất tiếc thì tỷ số vẫn là 1-0. Một pha đá dành cho các cầu thủ áo đỏ. Một pha đá nhanh rất không thành công. Một pha tổ chức đá phạt nhanh của các cầu thủ áo đỏ, tuy nhiên đá không thành công. Và như vậy là trọng tài đã thổi còi kết thúc trận chung kết diễn ra giữa hai đội 5 tuổi Sơn Ca và 5 tuổi Hòa Mi. Và phần thắng đã thuộc về các cầu thủ 5 tuổi Hòa Mi với tỷ số 1-0. Và đội tuyển mẫu giáo 5 tuổi đã giành chức vô địch lứa tuổi lớp 5. Và đây là một chiến thắng xứng đáng của các cầu thủ nhí. Xin chúc mừng các bé. Của lớp 4 tuổi Bánh Quyên và lớp 4 tuổi Hoàng Mi ạ. Xin chúc mừng hai đội bóng.